Kem. Hôm nay thầy hướng dẫn Kem giải Vinbit khối lớp 8 vòng số 4. Vì những cái vòng 4 này thì nó dễ cho nên thầy giải hơi muộn xíu, Kem tự làm sau đó tham khảo cách làm của thầy. Còn những vòng sau nó sẽ rất là khó thì thầy sẽ giải ngay từ đầu luôn. Kem chú ý là chia sẻ cái trang web buồn ngôn luận.com của thầy và cái Facebook của nó càng nhiều càng tốt nha. Để càng đông học sinh vô nghiên cứu thì thầy mới có động lực thầy làm tiếp, chứ ít người xem quá thì thầy làm chi cho nó mệt ha. Rồi sắp xếp rồi âm 132, âm 132 thì mình cứ ghi âm 132 sẵn đi, giá trị nhỏ nhất. Cái này thì Kem dùng chức năng tìm giá trị nhỏ nhất mà thầy đã dạy ở trong khóa học V81 ha. Thì Kem sẽ tìm ra rất nhanh thôi. Còn đây thầy giải bằng tay luôn. X cộng cho 5 chia đôi là 25 phần 5 phần 2 tức cả bình. Vậy mình lấy 7, mình trừ cho 25 phần 4. Đó là giá trị nhỏ nhất. 24 phần 7 tức là 3,42. 3,42. Hệ số của hạng tử bậc 3 của cái đa thức này thì các em phá tung nó đã. Nó chính là rút x ra ngoài, x mũ 3 nhân cho ở trong là 1 trừ 3 tất cả mũ 3. Xin lỗi, 1 trừ x trừ 3 chứ. Đó, nó chính là đâu sao kỳ cục vậy, x trừ 3x là thành trừ 2x đúng không, trừ 2x tất cả mũ 3 thì hệ số của nó là bằng trừ 8. Trời, tưởng cái đề gì khó khăn dụ mình đó. Giá trị của x để cái này đạt giá trị nhỏ nhất thì em thấy cái này đạt giá trị nhỏ nhất là bằng 2016, đạt được khi cái này bằng 0 đúng không. Ta hỏi giá trị nhỏ nhất thì mình trả lời 2016, còn đạt được khi nào thì 2x cộng 1 phần 4 bằng 0. 2x cộng 1 phần 4 bằng 0 thì 2x sẽ bằng trừ 1 phần 4 thì x sẽ bằng trừ 1 phần 8. Trừ 1 phần 8 tức là trừ 0,125. Giá trị của x làm cho cái này bằng 0 thì các em thấy cái này không thể nào bằng 0 được nè. Một cái bình phương là thấp nhất bằng 0 cộng 1 thì dương. Vậy là cái này phải bằng 0 thì nhân với cái này nó mới ra 0 được. Như vậy là trừ 2x phải bằng 5, tức là x sẽ bằng trừ 2,5. Bài này thì Kem dùng chức năng của máy tính trong khoa học V81, Kem sẽ tìm rất nhanh. Còn giờ thầy giải bằng tay. Trừ 3x cộng 5 đó, trừ rút ra ha, rồi thầy làm cho nó thành hàng đẳng thức. Cái này thầy sẽ thêm vô là 3 chia đôi tất cả bình là thành 9/4. Tại sao 3 chia đôi tất cả bình thì các em coi trong khóa học V81 ha. Ở đây cũng cộng cho 9/4 để bằng như cũ. Như vậy bây giờ nó sẽ bằng cái gì? Bây giờ cái này nó sẽ là x trừ 3/2 tất cả bình. Còn 5 cộng 9/4 thì bằng 29/4. Như vậy giá trị nhỏ nhất, xin lỗi, giá trị lớn nhất là 29/4. Cái này nó sẽ nhỏ hơn bằng 29/4. 29/4 chia ra ra bao nhiêu? 29 chia 4 7,25. Rồi tiếp tục 7,744. Rồi giá trị lớn nhất của cái này sẽ bằng âm 130. Cái này các em tự coi khóa học V81. Trong khóa học V81 thầy đã hướng dẫn quá kỹ về giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trong mọi trường hợp ha.
Em nhớ trang web của thầy là buồnluận.com này, chỗ này nè. Đó, buồnluận.com. Thì vô đó. Nhiều em chưa biết thì vô. Còn đa số các em là học rất nhiều của thầy rồi. Biết không? Các em vô cái phần giới thiệu của thầy nè. Đó. Thì các em sẽ có vô được cái kênh Vlogbích Toán. Vô đó để coi. Rồi vô cái Facebook của thầy nhé. Cái Facebook này á, những bài nào khó các em cứ đẩy lên đây. Các bạn cùng nhau giải, chia sẻ cho nhau không? Còn nếu mà bí hết thì thầy sẽ ra tay thôi. Chứ thầy không thể nào giải hết mọi bài được các em ạ. Nhé. Rồi. Mấy em lưu ý, nhớ chia sẻ cái trang này càng nhiều càng tốt, cũng như cái kênh Vin Bích Toán của thầy, để nhiều học sinh coi thì thầy mới có động lực thầy làm, chứ làm xong mà không ai coi thì làm chi ha. Còn muốn đăng ký học giải toán trên mạng á, thì các em nhấp vô đây nè, đó, đăng ký các khóa luyện thi có hết rồi, em vô đăng ký lúc nào cũng được. Đấy không, đăng ký lớp 9 nó còn mấy khóa quốc gia nữa, lớp 9 còn mấy khóa quốc gia nữa, thì các em nhấp vô đây, các em vào ra đăng ký hả. Nó hướng dẫn kỹ lắm, có video hướng dẫn nữa nè, nếu mà hiểu rồi thì khỏi khỏi vô video, các em nhấp thẳng vô đây rồi đăng ký theo hướng dẫn, rồi nhớ ấn nút gửi cuối cùng thôi, hoặc là nút gửi trên này, mà thông thường nút gửi nó sẽ nằm cuối cùng ạ. Nhiều em làm đã đời rồi nhưng mà quên ấn nút gửi thì cũng không có tác dụng được, nhớ nghe. Đó, cuối cùng nó có nút gửi, em đăng ký khóa nào đăng ký vô đây vậy ha. Thầy trở lại bài này, cái này là bằng trừ 4 rồi, còn cái này thì giải sao đây, từ thế vô thôi. Trời đất ơi, y bình dùng chức năng trong V91 giải cho nó nhanh đỡ suy nghĩ. Rồi nhập x, x thì bằng âm 1, y thì bằng âm 4, kết quả ra âm 9 nha. Vòng 4 thì nó vẫn dễ, qua mấy vòng sau á khó lắm, nhất là hình học. Yên tâm, đã có thầy ha. Hiện tại vẫn rất nhiều tỉnh thi các em nhé, và 2 phần 3 số tỉnh trên toàn quốc là vẫn thi viên bình. Các em cứ học cho nó bổ, không bổ ngang bổ dọc, mà số nhỏ nhất là số này đúng không, bỏ có chết. Bây giờ mình sai rồi, sai chỗ nào rồi, sắp xếp tăng dần. Cái này là bao nhiêu nhỉ, nhìn sai chỗ này, x y bình cộng 2 x y cộng x, x bằng trừ 1, y bằng 14. Trời đất ơi, thầy nhập lộn, y bằng trừ 4. Này sẽ là trừ 225. Rồi, như vậy nhỏ nhất là cái này. Rồi mới tới cái ông này. Đừng sai. Rồi tới ông này. Rồi tới ông này. Trừ 8. Rồi tới ông này, trừ 4. Rồi tới ông, trừ 2,5. Rồi tới trừ 0,125. Rồi tới 3,42. Vậy nha các em. Ta qua bài thi tiếp theo. Đi tìm kho báu. Rồi thầy cố gắng giải hết mấy cái ô này cho các em luôn. Chữ số từng cùng. Từng cùng đây là 9, từng cùng đây là 0, từng cùng đây là 5, 9 đến 5 là 14, vậy từng cùng là 4. Bậc của đa thức này là bậc 0. Bởi vì nhân vô x nó triệt tiêu ha. Cho hình bình hành ABCD ở phía ngoài vẽ tam giác đều CDE. Khi đó độ dài cạnh gì vậy?
Phần vận hành ABCD. A này, B này, C này và D này. Ở phía ngoài vận hành vẽ tam giác đều CDE. Ô ta dễ. AB bằng 6 mà cạnh đối của hình vận hành thì bằng nhau. Giờ đây cũng bằng 6. Mà tam giác CDE là tam giác đều. Đúng không? Vậy tất cả các cạnh này cũng đều bằng 6 hết. Bài này dễ thầy vẽ tay luôn ha. Bài nào khó thầy mới vẽ hình nghiêm chỉnh. Cho hình bình hành. Cho hình bình hành. Thầy vẽ cái hình bình hành cho vui. Cho nó điệu chơi. Rồi. Đặt tên là góc A nè, BCD nè. A B CD. Rồi góc 5x trừ 2 với lại góc 3x cộng 1. Xin lỗi, 3x cộng 10. Chữ hơi to nha. Để thầy thu nhỏ cái chữ lại. Rồi, cỡ này là được. 5x trừ 2 nè. Góc B 3x cộng 10. Hai góc này ở vị trí trong cùng phía đúng không? Vậy cộng lại sẽ bằng, cộng lại sẽ bằng 180. Như vậy là 3x cộng 5x là thành 8x. Rồi trừ 10 cộng 2 là bằng cộng 8 bằng 180. Từ đây các em sẽ tính được x thôi. Đó. Từ đây các bạn sẽ tự tính x thôi. 180 trừ 8 chia 8 21,5. Chà, dễ sợ nhỉ. Nhìn cái đề khủng hoảng nhỉ. Đừng lo các em, có thầy đây rồi. Cái này bằng 0. Cái này bằng 0. Cái này cũng bằng 0. Cái này cũng bằng 0. Vậy cộng 3 cái đó lại thì cũng bằng bậc 0. Bởi vì 3 số 0 cộng lại thì cũng bằng 0 thôi. X bình cộng 2y cộng 1. Rồi cộng cho y bình. Đó. Cộng cho 2z cộng 1 bằng 0. Cộng cho z bình. Cộng cho 2x cộng 1 cũng bằng. Không. Rồi giờ thầy giao hoán nè. X bình thầy ghép với lại 2x với lại 1 thành một nhóm, được không? X bình cộng 2x cộng 1 vô một chỗ. Rồi tới y bình 2y cộng 1 này vô một nhóm. Và cuối cùng là z bình với lại 2z cộng 1 vô một nhóm. Vậy là thành 3 nhóm đó. 3 nhóm, mỗi nhóm nhà ai nấy ở thì cho vô mặt. Cho vô mặt. Đây, cho vô mặt. Thì tới đây các bạn có là x cộng 1 tức cả bình cộng cho y cộng 1 tức cả bình cộng cho z cộng 1 tức cả bình bằng 0. Bây giờ các em để ý nè, cái này lớn hơn bằng 0 bình phương mà. Cái này cũng lớn hơn bằng 0, cái này cũng lớn hơn bằng 0. Ba cái lớn hơn bằng 0 cộng lại đòi bằng 0. Vậy từng cái này phải bằng 0 hết. Vậy là x cộng 1 sẽ bằng 0. Hay nói cách khác là x phải bằng âm 1 hết. Tương tự y cũng vậy, cũng bằng âm 1 luôn. Và z cũng bằng âm 1 luôn. Ba thằng âm 1 mũ 2016 là mũ chẵn về thành 1 hết. 1 cộng 1 cộng 1 là bằng 3. Coi bài này bài gì khó không? Cho góc XOY. Cho góc XOY. Để thầy vẽ góc XOY. Đây là O. Một điểm A bất kỳ nằm bên trong.
Vẽ điểm B đối xứng với A qua OX. Đây là X. B đối xứng A qua OX. Rồi đối xứng. Đối xứng này là đối xứng trục em nhé. Đối xứng trục rồi. Rồi đối xứng của A qua OY nữa là đặt tên là C. Đây là B nè. Đây là C nè. Khi đó góc BOC bằng bao nhiêu? BOC là góc này. Dễ, bài này cũng dễ. Rồi, các em lưu ý nè. Vì A đối xứng với lại B qua OX thì giống như là soi gương đó các em. Soi gương đó nha. A soi gương, B là bóng của A qua gương, gương là AX nè. Cho nên hai góc này bằng nhau nè. Góc này bằng góc này. Soi gương mà, đối xứng trục mà. Tương tự A với C đối xứng với OY cho nên hai góc này bằng nhau. Đó. Vậy thôi. Bây giờ góc XOY là cái góc này. XOY là cái góc này. Là nó bằng 50 độ đúng không? Đó. Thì góc này với góc này hợp lại là 50 độ. Thì cái góc bên ngoài này hợp với góc này cũng là 50 độ. Vậy suy ra cả cái góc bự này nó sẽ gấp đôi 50 độ thôi, tức là bằng 100 độ. Được chưa? Vậy thôi, có gì đâu. Đối xứng trục hay lắm nha. Đối xứng trục là nó giống như soi gương á. Vậy cái thằng A này soi hai cái gương luôn nè. Lúc nó nhúc nhích thì bóng của nó cũng nhúc nhích kìa, thấy không? Đó. Hiểu chưa? Nhớ nha, các em nhớ chia sẻ các cái trang của thầy, càng đông học sinh xem thì thầy mới có động lực và khí thế thầy viết bài tiếp nha. Chứ mà coi mình nó không cho các bạn khác biết là vài bữa tôi thấy ít người quá là tôi không có làm nữa nhé. Là lúc đó các em thiệt thòi ạ. Cho hình thành cân. Vẽ hình thành cân coi. Mình còn nhiều thời gian mà. Rồi, hình thành cân. Tên là ABCD, đường cao AH. A, B. CD. Đường cao AH. C bằng 12. C bằng 12 ha. Còn HD là bằng 4. Tính AB. Trời cũng dễ thôi. Từ B các em kẻ thêm một đường cao nữa. Nhá. Đường cao đó thì đặt tên là đường cao BK đi. Thì rõ ràng là KC cũng sẽ bằng 4 thôi. KC cũng sẽ bằng 4 thôi kìa. Các em dễ dàng chứng minh được hai cái tam giác hai bên này bằng nhau nè. AHD với lại BKC bằng nhau thì trường hợp cạnh huyền góc nhọn thôi, cạnh huyền. Hai cạnh bên hình tam cân với lại hai cái góc ở đáy bằng nhau là như vậy, hai tam giác vuông bằng nhau thì trường hợp cạnh huyền góc nhọn. Và như vậy đây 4, đây 4 mà cả cái thằng DC là bằng 12. Vậy giữa là bằng 12 trừ 4 cộng 4 nữa. Trừ 4 với 4 là thành trừ còn 8. Xin lỗi, là còn 4 luôn. Rồi đáy trên. Đáy trên AB sẽ bằng đáy dưới HK. Bởi vì cái hình AB, HK là hình bình hành mà. Hai này song song. Hình chữ nhật luôn á, hai này song song. Vậy là độ dài đáy nhỏ là 4. Ủa?
Hình như thầy đọc đề không kỹ phải không? Thầy đọc đề có đúng không ta? À lộn rồi các. HC bằng 12. HC bằng 12 như vậy đây là bằng 4 rồi đó, thì đây bằng 8. Không. 8 thì đây cũng sẽ bằng 8. À, xin lỗi các em, xin lỗi các em. Cực kỳ xin lỗi các em nhé. Rồi, mấy câu ở trên này thì thôi các em tự giải đi. Coi thử coi khó. X bằng 1 kìa. Cái này tự khai triển ra thôi. Đây các em, ở trong này các em rút x đi ra làm nhân tử chung là còn 3x cộng 2 phần 3. Được phá ra là sẽ thành là x bình, y bình. Bình này phá ra này. Rồi còn cái này nữa. Chung hạn thức là thành 9x bình. Cộng cho 2ab, tức là cộng cho 2x. Và cộng cho 4 phần 9. Rồi cái hạng tử x mũ 3 y bình phương là nó sẽ là cái này nhân cho cái này nè. À, cái này nè, nhân cho cái này nè. Đó. Vậy hệ số của nó là 2 nè. Trời đất, là sai nữa à. X mũ 3 y mà. Các em kiểm tra lại cái đề, hình như thầy coi đề không kỹ. Các em tự coi lại. Cái ý tưởng làm nó cũng vậy đấy. Ở ngoài kia ồn quá. Ở ngoài kia ồn quá. Tự kiểm tra lại các em nhé. Thôi mình nộp, thầy nộp bài luôn. Bài thi 12 con giáp. Trong mặt phẳng tọa độ ở đây, mặt phẳng tọa độ ở đây là mặt phẳng này này, đây là x kem, đây là y, đây là o, thì đây là góc phần tư thứ nhất, đây là góc phần tư thứ nhì, đây là thứ ba và đây là thứ tư. Cứ theo chiều ngược chiều kim đồng hồ, nhớ nha, như ngược chiều kim đồng hồ, cái điểm m trừ 2,5 thì nó sẽ nằm đâu đó ở đây này. Chiếu xuống đây là nó trùng với số trừ 2. Chiếu qua trục tung là nó trùng với số 5. Coi lại kiến thức lớp 7. Vậy nó nằm ở góc phần tư thứ 2 ha. Số tự nhiên này viết thành tích của hai số tự nhiên liên tiếp. Vậy là mình có bài toán x nhân cho x cộng 1 là bằng 111222. Rồi mình dùng chức năng tìm x mà thầy đã dạy trong khóa học V81, cái hình tìm cho nó nhanh. 333 kìa. 333 nhân cho 334. Giá trị x để cái này đạt giá trị lớn nhất thì giá trị lớn nhất sẽ là 12, đạt được khi cái này bằng 0 nè. Thì x sẽ bằng 3/2. Tức là 1,5 kìa. Phân tích cái này thành nhân tử thì nó là hạng đẳng thức số 3. Đây. Con chuột. Giá trị lớn nhất của cái này sẽ bằng gì? Thầy giải bằng tay luôn cho các em coi. H sẽ bằng trừ mở ngoặc x bình phương trừ cho 4x. Rồi mình cộng thêm 4 chỗ này. Như vậy là mình cộng 4 bên ngoài để nó bằng như cũ ha. Vậy là nó bằng cái gì? Trừ x trừ 2 tất cả bình rồi cộng cho 4. Như vậy cái này là nhỏ hơn bằng 4, giá trị lớn nhất là bằng 4, đạt được khi x bằng 2. Tỷ số độ dài hai cạnh của hình bình hành, hai cạnh của hình bình hành là 3 4
chung quy của nó là bằng 28. Rồi. Tỷ số hai cạnh. Ví dụ đây là x đi. Đây là y đi. Thì tỷ số giữa x và y. Tỷ số giữa x và y cạnh ngắn là 3 phần. Cạnh dài là 4 phần, vậy là x trên 3 sẽ bằng y trên 4. Rồi ngoài ra là chu vi của nó là bằng 28. Chu vi tức là x rồi cộng thêm x rồi cộng cho y rồi cộng cho y nữa. Có nghĩa là x cộng y gấp đôi là bằng 28. Vậy x cộng y là bằng 14. Vậy chỗ này sẽ bằng là x cộng y là bằng 14 nè. Dùng tính chất dãy số bằng nhau các em. Ở dưới là 7 à, là 14 trên 7 là bằng 2. Bằng 2. Từ đây mình sẽ tìm được x, x bằng 6, y bằng 8. Tổng độ dài hai cạnh lớn là 8 cộng 8 bằng 16. Con mèo. Thôi cái này thì dễ mà các em. Cái này nếu các em không muốn làm các em bấm máy luôn được. Còn nếu làm bằng tay thì mình làm sao? Thì gọi đó là biểu thức P đi. Hả? Ở trên tử nó sẽ bằng cái gì? Ở trên tử sẽ bằng cái gì các em? Nếu làm bằng tay thì thầy làm như sau. Ở trên tử chính là 3 nhân cho 4 là 2 mũ 2. 2 mũ 2 nhân 2 mũ 16 nữa là 2 mũ 18. Tất cả mũ 2. Còn ở dưới mẫu nè là 11 nhân cho 2 mũ 13 là 4 là 2 mũ 2. Tất cả mũ 1 là 2 mũ 22. 2 mũ 13 nhân cho 2 mũ 22 trừ cho 16 là 2 mũ 4. Đúng không? 2 mũ 4 và tất cả mũ 9 nữa là thành 2 mũ 36. Như vậy ở trên tử nó sẽ thành 3 mũ 2 nhân cho 2 mũ 18 nhân đôi là 36. Còn ở dưới này là 11 nhân cho 2 mũ 13 với 22 là 35. 2 mũ 35 trừ cho 4936 2 mũ 36. Rồi rút ra. Rút nhân từ chung ra nè. Ở dưới mẫu các em rút 2 mũ 35 ra. Làm nhân từ chung. Phân tích nhân tử ở trong vòng 11 trừ cho 2. Mũ 36 rút 35 là còn 2 thôi. Ở trên là 3 mũ 2 là thành 9 đi. Rồi nhân cho 2 mũ 36 thì là 2 mũ 35. Mình nhân cho 2 nữa. Bây giờ các em thấy nó rút gọn hết nè. 9. Còn đây 11 chữ 2 cũng thành 9. 2 mũ 35 rút hết. 2 mũ 35 là hết. Vậy còn 2 thôi. Đáp án là 2. Vậy ha. Cũng dễ mà. Chưa có bài nào gây khó khăn cho mình hết. Số tự nhiên x chia 5 dư 2. Vậy các em lấy một ví dụ lụi luôn ấy. Chia 5 dư 2 ví dụ như 7 nè. 7 chia 5 dư 2, 7 bình là 49, 49 chia 5 thì nó dư 4. Nhưng mà làm vậy ấy nấy lương tâm đúng không? Số chia 5 dư 2 á là A chia 5 dư 2 thì A sẽ có dạng 5K cộng 2. Để làm toán tự luận, suy ra A bình sẽ bằng 5K cộng 2 tất cả bình. Dùng hạnh thức phá ra nó bằng 25K bình cộng cho 2AB tức là cộng cho 20K cộng cho 4. Thì các em thấy cái này chia hết cho 5, cái này chia hết cho 5. Vậy đây chính là số dư nè. Cái này trong khóa học V81 thầy có nói rồi đó. Tìm x. Phân tích thành nhân tử thôi. Rút x trừ 5 ra làm nhân tử chung nè. Các bạn. Rút x trừ 5 làm nhân tử chung. Vậy ta có x trừ 5. Ở trong ngoặc là còn x cộng cho 10. 13 bằng. Từ đây các em suy ra hai trường hợp là x trừ 5 bằng 0 hoặc là x cộng 13 bằng 0. Như vậy là có một cái x bằng 5 với lại một cái x bằng âm 13. Ở đây người ta đòi x dương, vậy ta lấy x bằng 5, âm 13 ta bỏ.
Rồi, cái này thì mình cũng đặt nguyên tử chung rồi kia. Rút 7 mũ 19 nè. Là nguyên tử chung. Vậy đây còn 1. Ở đây còn 7 mũ 1. Đây còn 7 mũ 2. Đó, cái biểu thức đề cho nè. Biểu thức này thầy đặt là P phở đi. Thì P nó sẽ bằng cái đó. Tức là bằng 7 mũ 19. Nhưng cho này 7 mũ 2 là 49 cộng 1 là 50, với 7 là 57. Thì cái này chia hết cho 57 kia. Vậy số dư thì 57 nhân cho một lượng nguyên thì chia hết cho 57 chứ sao. Như vậy số dư là bằng 0. Rồi các em nhớ chia sẻ cái trang web của thầy thường xuyên đông đảo lên nhé. Không thôi là thầy chán ông làm nữa đâu. Nhớ lắm. Những vòng sau thì nó sẽ rất là khó. Nhớ theo dõi thường xuyên các em nhé. Rồi bye bye. Nhớ đăng ký ngay V81, V82, V83 của thầy đi. Bye bye các em. Vào ngay cái trang này để thích và chia sẻ ngay cho thầy đi.